Xin chào các em. Cô xin tự giới thiệu, tên cô là Nguyễn Thị Việt Anh. Cô là thành viên của tổ nghiệp vụ bộ môn tiếng Anh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên. Hiện cô đang công tác tại trường Trung học cơ sở Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Cô rất vui khi được đồng hành cùng với các em trong buổi học ngày hôm nay. Trong buổi học ngày hôm nay, cô sẽ cùng với các em ôn lại và hệ thống kiến thức thuộc chuyên đề câu trực tiếp, câu gián tiếp. Câu trực tiếp, direct. Câu gián tiếp, indirect. Reported speech. Trong chuyên đề này, chúng ta sẽ có 3 nội dung chính. 1. Định nghĩa. 2. Cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp là dạng câu trần thuật. 3. Là thực hành. Trước hết, các em đi tìm hiểu về định nghĩa. Thế nào là câu trực tiếp? Câu trực tiếp là câu trích nguyên văn lời của người khác và được đặt ở trong dấu ngoặc kép. Các em lưu ý cho cô, trích nguyên văn có nghĩa là không thay đổi về mặt từ ngữ. Các em quan sát ví dụ sau đây. He said, I am a teacher. Các em dễ dàng nhận thấy I am a teacher chính là câu trực tiếp bởi nó được đặt ở trong dấu ngoặc kép. Lời nói trực tiếp thường được đi với lời dẫn. Trên ví dụ của cô, he said chính là lời dẫn. Các em sẽ tìm hiểu thế nào là câu gián tiếp. Câu gián tiếp là câu thuật lại lời nói của người khác theo ý hiểu của mình, không thay đổi về nội dung và ý nghĩa. Ở đây cô có gạch chân ý hiểu của mình, có nghĩa là chúng ta có thể thay đổi về mặt từ ngữ nhưng không được thay đổi về mặt ý nghĩa và nội dung. Chúng ta sẽ quan sát ví dụ của cô. He said he was a teacher. Thì chúng ta dễ dàng nhận thấy I đã được thay thành he, am đã được thay là was. Tuy nhiên, về nội dung thông tin không hề thay đổi, đều diễn đạt là anh ta nói, anh ta là một giáo viên. Chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai, và đây cũng là nội dung chính của bài ngày hôm nay. Đây là một tiết học mà chúng ta ôn lại phần lý thuyết, chính vì thế mà các em hãy chuẩn bị cho cô vở và bút để chúng ta ghi lại những nội dung cần thiết của nội dung này. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu cho cô 3 nguyên tắc cơ bản khi chuyển một câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Nguyên tắc thứ nhất, đó là thay đổi về đại từ, nếu cần. Tại sao cô lại có từ nếu cần ở đây? Có nghĩa là cần thì đổi, còn không cần thì thôi. Các em quan sát phần bảng đại từ cho cô. Trong tiếng Anh thì có rất là nhiều đại từ, nhưng chúng ta chỉ đổi 5 đại từ sau đây. Đại từ nhân xưng chủ ngữ, đại từ nhân xưng tân ngữ, tính từ sở hữu, đại từ sở hữu và đại từ phản thân. Vậy chúng ta cần thay đổi những đại từ nào? Đầu tiên, chúng ta hãy đổi cho cô các đại từ ở ngôi 1. Đại từ ở ngôi 1 của chúng ta gồm có I và we. Các em quan sát I và we. Thì I, các em sẽ chuyển thành he hoặc she. We, các em sẽ đổi thành they. Và lưu ý là các em hãy đổi các đại từ tương ứng. Các đại từ tương ứng ở đây là gì? Cô lấy ví dụ, I là đại từ nhân xưng. Thì đại từ tương ứng của nó bao gồm đại từ nhân xưng tân ngữ, me, đại tính từ sở hữu, my, đại từ sở hữu, mine, và đại từ phản ân, phản thân, myself. Thứ hai là các em sẽ đổi cho cô đại từ nhân xưng ở ngôi 2. Đại từ nhân xưng ở ngôi 2 thì chúng ta có you. You nếu như là số ít thì các em dịch là bạn. Các em sẽ chuyển cho cô thành he và she. Nếu như số nhiều, các em dịch là các bạn thì các em sẽ chuyển cho cô thành they và các đại từ tương ứng. Cái bảng đại từ này thì có thể là các em sẽ không kịp ghi, nhưng có rất là nhiều sách ngữ pháp đã lưu lại. Thế nên là nếu như các em muốn biết thì các em sẽ có thể tìm lại ở trong các cuốn sách ngữ pháp.
Chúng ta quan sát ví dụ cho cô. Ví dụ A. The boys said to Mr. Ming, "We are students." Khi chuyển sang câu gián tiếp, the boys said to Mr. Ming that they were students. Thì chúng ta quan sát thấy ở đây, đại từ nhân xưng we đã được cô chuyển thành they. Chúng ta quan sát cho cô ví dụ thứ hai. The little girl told me I like my pink hair so much. Ở trong ví dụ 2, chúng ta thấy có xuất hiện đại từ I, my. Vậy khi đổi sang câu gián tiếp, the little girl told me that she liked her pink hat so much. Thì I ở đây sẽ được đổi thành she, my sẽ được đổi thành her. Nguyên tắc thứ hai của chúng ta đó là nguyên tắc lùi thì theo quy luật. Lùi thì ở đây chúng ta phải có một quy luật nhất định. Chúng ta quan sát bảng của cô. Cái quy luật thứ nhất đối với thì hiện tại thường, simple present, ở câu trực tiếp thì khi chuyển sang câu gián tiếp, các em sẽ chuyển cho cô thành thì quá khứ thường, simple past. Quy luật thứ hai thì hiện tại tiếp diễn, present continuous, thì chúng ta sẽ chuyển sang quá khứ tiếp diễn là past continuous. Quy luật thứ ba, hiện tại hoàn thành, present perfect, thì khi chuyển sang câu gián tiếp, các bạn chuyển sang cho cô thì quá khứ hoàn thành, past perfect. Quy luật thứ tư, simple past, quá khứ thường, thì chúng ta có thể giữ nguyên thì quá khứ thường là simple past. Và chúng ta có thể chuyển sang thì quá khứ hoàn thành, đó là past perfect. Quy luật số 5, past continuous, thì quá khứ tiếp diễn. Thì khi chuyển sang câu gián tiếp, các em sẽ chuyển cho cô thành thì quá khứ tiếp diễn, past continuous. Quy luật số 6, past perfect, thì quá khứ hoàn thành. Thì khi chuyển sang câu gián tiếp, các em sẽ giữ nguyên thì quá khứ hoàn thành cho cô, past perfect. Quy luật cuối cùng đó là quy luật số 7, simple future, tương lai thường. Thì khi chuyển sang câu gián tiếp, các bạn sẽ chuyển sang cô là future in the past, tương lai trong quá khứ. Các em sẽ quan sát các ví dụ cho cô. Ví dụ số 1, I feel sick, he said. Câu gián tiếp là he said he felt sick. Thì các em dễ dàng nhận thấy câu trực tiếp của cô có sử dụng từ feel thì hiện tại thường. Thì khi chuyển sang câu gián tiếp đã được chuyển sang thì quá khứ thường, felt. Chúng ta quan sát cho cô ví dụ thứ hai. I have gone out, he said. Câu gián tiếp là he said that he had gone out. Chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy have gone là thì hiện tại hoàn thành. Khi chuyển sang câu gián tiếp thì đã được chuyển thành thì quá khứ hoàn thành, had gone. Chúng ta quan sát cho cô ví dụ thứ ba. My mother will go to Japan in July, he said. Câu gián tiếp là he said that his mother would go to Japan in July. Thì chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy will được sử dụng ở thì tương lai thường. Và khi chuyển sang, đó là dạng tương lai trong quá khứ. Có nghĩa là will có dạng quá khứ là would. Chúng ta có một số các lưu ý sau đây. Một là với các động từ khuyết thiếu, modal verbs, không có dạng quá khứ, thì khi chúng ta chuyển một câu trực tiếp sang câu gián tiếp, thì chúng ta sẽ tìm hoặc chúng ta sẽ mượn những động từ hoặc những cụm động từ có nghĩa tương tự. Cô lấy ví dụ như từ must, thì chúng ta sẽ có thể giữ nguyên từ must hoặc chúng ta sẽ mượn động từ had to, bởi vì had to có nghĩa tương đương với động từ must. Thứ hai là dạng phủ định của must, đó là must not, thì nó không có dạng quá khứ. Vậy
Các em sẽ mượn cho cô cụm động từ tương đương nghĩa, đó là wasn't, weren't, allowed to. Các em có thể quan sát ví dụ của cô. He said he mustn't go out now. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Anh ta nói là anh ta không được phép, không được đi ra ngoài bây giờ. Thế vậy cô sẽ chuyển thành he said he wasn't allowed to go out then. Anh ta nói rằng là anh ta không được phép đi bây giờ, đi ra ngoài vào lúc đó. Hai câu này nghĩa chỉ tương tự nhau thôi. Và chúng ta cũng còn lưu ý nữa. Chúng ta sẽ không lùi thì với các câu gián tiếp khi diễn tả một chân lý. Các bạn quan sát ví dụ của cô. The teacher said, the sun rises in the east. Câu trực tiếp của chúng ta là mặt trời thì mọc ở đằng đông. Đây là một chân lý rồi, đúng không nhỉ? Vậy cô sẽ giữ nguyên động từ rises ở câu gián tiếp. The teacher said that the sun rises in the east. Chú ý thứ hai, chúng ta có thể lùi thì với các câu gián tiếp chỉ thói quen. Cô lấy ví dụ. I often read books before going to bed, said Mary. Often read book là thường đọc sách, tôi thường đọc sách trước khi đi ngủ. Vậy đây là thói quen rồi. Thế vậy khi chuyển sang câu gián tiếp, cô sẽ giữ nguyên thì hiện tại thường, reads. Hoặc cô có thể lùi thì theo quy luật, đó là read, cô chuyển thành read, là quá khứ. Vậy câu gián tiếp của cô là Mary said that he often reads or read books before going to bed. Nguyên tắc thứ ba, đó là nguyên tắc thay đổi các tính từ, các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn. Các bạn quan sát bảng thay đổi đại từ, thay đổi các tính từ, trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn của cô. Nếu như mà trong quá trình đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp mà các em nhớ được tất cả các đại từ này thì câu trực tiếp và câu gián tiếp của các em cũng trở lên khá là dễ dàng. Trong câu trực tiếp mà có từ this thì khi chuyển sang câu gián tiếp các em sẽ chuyển thành từ that. These, those, here, there, now, then, today, that day, yesterday, the day before, the previous day, tomorrow, the day after, the following day, ago, before, last, the last, the previous, next, the next, the following. Chúng ta quan sát ví dụ của cô. Ví dụ thứ nhất, I am writing now, he said. He said that he was writing then. Các em thấy là câu số 1, từ now, là trạng ngữ chỉ thời gian, khi chuyển sang câu gián tiếp đã được cô đổi thành từ then. Đó chính là ở bên bảng bên cạnh của cô. Các em quan sát tiếp ví dụ thứ hai. They said we were in Đà Lạt 3 weeks ago. Câu gián tiếp là they said they were, hoặc chúng ta có thể sử dụng had been in Đà Lạt 3 weeks before. Thì chúng ta thấy là từ ago đã được cô chuyển thành before. Chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai. Đó là thế nào là câu trần thuật. Một số em học sinh thì hiểu câu trần thuật chính là câu khẳng định hay phủ định. Nhưng với cô, các em chỉ cần hiểu một cách đơn giản, đó là câu trần thuật là câu có cấu tạo tối thiểu gồm hai thành phần: chủ ngữ và động từ, subject and verb. Chúng ta quan sát hai ví dụ của cô. Ví dụ thứ nhất, she dances. Trong đó she là chủ ngữ, subject. Dances là động từ, verb. Chúng ta quan sát ví dụ thứ hai.
COVID-19 pandemic has stopped the students from going to school for long times. Ở trong ví dụ này, cô có sử dụng một từ mới, đó là từ pandemic, đó là đại dịch. Như vậy, COVID-19 pandemic, đại dịch COVID-19, nó sẽ là thành phần chủ ngữ. Và has stopped chính là động từ. Cô muốn giải thích thêm một chút ở ví dụ B. Tại sao cô nói ở bên trên là tối thiểu chỉ có hai thành phần? Cô không quan tâm đến các thành phần ở phía sau, mà cô chỉ quan tâm đến hai thành phần đầu tiên, đó là chủ ngữ và động từ. Các câu có chứa chủ ngữ và động từ thì đấy chắc chắn sẽ là câu trần thuật. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái nội dung nữa, đó là chúng ta sẽ học cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Trong tiếng Anh thì có khá là nhiều dạng câu, ví dụ như câu trần thuật, câu hỏi, câu lời khuyên, câu mệnh lệnh. Thế nhưng trong phạm vi của bài học ngày hôm nay thì cô chỉ giới thiệu với các em cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp mà là dạng câu trần thuật. Thì bước 1, các em hãy bỏ dấu phẩy hoặc dấu ngoặc kép. Và chúng ta có thể dùng từ that để nối giữa lời dẫn và lời nói trực tiếp. Bước 2, các em sẽ đổi đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, tính từ sở hữu, đại từ phản thân nếu cần. Cần thì chúng ta đổi, còn nếu không thì chúng ta sẽ giữ nguyên. Bước số 3 là chúng ta sẽ lùi thì theo quy luật. Bước thứ 4 là chúng ta sẽ thay đổi thời gian và nơi chốn nếu có. Có thì chúng ta đổi, còn nếu không thì thôi. Chúng ta sẽ quan sát ví dụ của cô. Mai said to her friend, he is having breakfast now. Vậy, chúng ta sẽ quan sát câu trực tiếp một chút. Câu trực tiếp như cô nói ban đầu ấy, thì bao giờ nó cũng đi với một câu lời dẫn. Thế vậy chúng ta sẽ lưu ý cho cô này. Mai said to her friend, người ta sẽ gọi là lời dẫn hoặc là câu dẫn. He is having breakfast now. Thì đây là lời nói trực tiếp bởi nó được đặt trong dấu ngoặc kép. Thế vậy chúng ta sẽ làm từng bước như ở bên trên cô giới thiệu. Bước số 1, chúng ta sẽ bỏ dấu phẩy, bỏ dấu ngoặc kép. Và chúng ta có thể dùng từ that để nối giữa lời dẫn và lời nói trực tiếp. Bước thứ 2, các em sẽ đổi đại từ nhân xưng. Các em nhận thấy là trong câu trực tiếp của cô có đại từ nhân xưng he, nhưng he thì lại là đại từ nhân xưng không đổi. Vậy chúng ta sẽ giữ nguyên đại từ nhân xưng he cho cô. Bước 3 là lùi thì theo quy luật. Các em dễ dàng nhận thấy là is having, đây là thì hiện tại tiếp diễn. Vậy chúng ta sẽ chuyển sang thì quá khứ tiếp diễn là was having. Và bước thứ 4 đó là thay đổi về thời gian và nơi chốn nếu có. Thì ở trong câu trực tiếp của cô là có từ now là chỉ thời gian rồi. Thế vậy chúng ta sẽ chuyển từ now thành từ then cho cô. Như vậy chúng ta được một câu gián tiếp hoàn chỉnh, đó là Mai said to her friend that he was having breakfast then. Chúng ta quan sát ví dụ thứ 2. The girl told him, we have met his mother twice. Tương tự, chúng ta sẽ làm theo 4 bước ở bên trên cô hướng dẫn. Lời dẫn và lời nói trực tiếp đã được cô nối bằng từ that. Từ that ở đây cô cho vào trong ngoặc đơn. Bởi ở trên cô có nói là có thể dùng từ that. Có nghĩa là có dùng thì chúng ta sẽ ghi từ that, còn nếu không thì thôi. We là ngôi thứ nhất số nhiều. Các em sẽ chuyển thành they. Have met thì hiện tại hoàn thành. Các em sẽ chuyển thành has seen. Và trong câu này chúng ta quan sát, các em không có tính từ hay là trạng ngữ chỉ thời gian và nơi chốn. Vậy chúng ta sẽ không cần thực hiện bước thứ 4.
Chúng ta quan sát ví dụ thứ 3. I don't like my bike, he said. Ở cái ví dụ thứ 3 này chúng ta quan sát thì thấy nó hơi khác với ví dụ 1 và ví dụ 2 một chút. Ở chỗ nào nhỉ? Ở chỗ cô đảo vị trí lời nói trực tiếp lên đằng trước và cô để lời dẫn ở đằng sau. Dù lời dẫn nó ở đằng trước hay đằng sau thì khi chuyển sang câu gián tiếp, các em vẫn phải chuyển nó về vị trí đầu câu gián tiếp. Các em quan sát câu gián tiếp. He said that he didn't like his bike. Thì ở đây chúng ta đã thấy là cô vẫn dùng từ that để lối giữa lời dẫn và lời nói trực tiếp. I, ngôi thứ nhất, số ít, cô đổi thành he. Don't like, cô đổi thành didn't like. My là tính từ sở hữu của ai. Vậy ai cô đổi thành he thì my cô sẽ đổi thành tính từ sở hữu tương ứng, đó là his. Và trong câu này không có thời gian và nơi chốn, vậy chúng ta cũng không cần thực hiện bước thứ 4. Chúng ta sang nội dung thứ 3, đó là phần thực hành. Ở trong phần thực hành thì cô sẽ hướng dẫn với các em 3 dạng bài tập cơ bản. Chúng ta sẽ đi vào dạng bài tập đầu tiên. Cô cho là dạng bài tập này là dạng bài tập dễ nhất. Circle A, B, C or D to complete the sentences. Chúng ta quan sát câu đầu tiên. Number one, the mother told her son that he so impolitely. Cô có 4 đáp án. A, does not behave. B, not to behave. C, not behaving. D, did not behave. Thế vậy chúng ta quan sát cái dấu hiệu mà chúng ta có thể nhận biết để chọn đáp án đúng ở trong câu này. Chúng ta quan sát ở ví dụ ở bài câu số 1 ấy, thì chúng ta thấy là có từ told her son that, thì đây chắc chắn là một câu gián tiếp rồi. Vậy trong câu gián tiếp thì chúng ta chỉ có thể chọn A and B. Và chúng ta lại thấy rằng câu này không có phải là một câu diễn tả về chân lý, về hiện tượng tự nhiên hay là về một thói quen như cô nói ban đầu. Thì chúng ta không dùng thì hiện tại. Vậy chúng ta loại bỏ được đáp án A thì hiện tại là doesn't behave. Vậy các em sẽ chọn đáp án D cho cô. Did not behave. Number two, she said to me that she to me recently. Các em quan sát một chút xem ở trong câu số 2 này chúng ta có dấu hiệu gì để chọn đáp án không nhé. Chúng ta quan sát thấy từ recently. Cái từ recently này chúng ta thấy là nó chỉ xuất hiện ở trong câu ở thì hiện tại hoàn thành thôi. Thế vậy khi mà chúng ta chuyển sang câu gián tiếp thì hiện tại hoàn thành sẽ được chuyển sang thì quá khứ hoàn thành. Thế vậy cô sẽ đi tìm công thức của thì quá khứ hoàn thành. Đấy chính là đáp án B, had written. Number three, ba said he some good marks the day before. A, guess. B, get. C, had gotten. D, have got. Ở trong câu này thì chúng ta quan sát thấy có cái trạng ngữ chỉ thời gian the day before. The day before nó chỉ xuất hiện ở trong câu gián tiếp. Vậy the day before, nếu như trong câu trực tiếp thì nó sẽ là yesterday. Yesterday. Vậy câu này bản chất của nó là xuất phát từ thì quá khứ thường. Vậy khi chuyển sang câu gián tiếp chúng ta sẽ chuyển thành thì quá khứ hoàn thành. Number four. Laura said she had worked on the assignment since. Chúng ta quan sát vào câu số 4. Chúng ta thấy có động từ had worked. Had worked là thì quá khứ hoàn thành. Có nghĩa là câu này sẽ được xuất phát từ thì hiện tại hoàn thành.
Và câu này là câu gián tiếp, thì chúng ta không thể dùng từ yesterday, không thể dùng từ 2 days ago. Chúng ta chỉ có thể chọn the day before hoặc the next day. Nhưng như câu nói ban đầu thì had worked là xuất phát từ từ quá khứ thường, là từ yesterday. Thì khi từ yesterday sẽ được chuyển thành the day before. Chúng ta sẽ quan sát câu thứ tư, hơi dài một chút. Mr. Park said, I will travel to China next week. Đây là một câu mà cô cũng lấy ở trong một cái đề thi. Mr. Park said that I will travel to China next week. B, Mr. Park said that he will travel to China following week. C, Mr. Park said that she would travel to China next week. D, Mr. Park said that he would travel to China the following week. Chúng ta sẽ quan sát các ví các đáp án trước cho cô. A, B, or C, or D. Chúng ta đều thấy giống nhau ở phần lời dẫn rồi. Mr. Park said that. Thế vậy chúng ta sẽ quan sát đến cái quy tắc đầu tiên mà cô giới thiệu với các em, đó là đổi về đại từ. Ở đây chúng ta có đại từ I. Chúng ta sẽ đổi thành he rồi. Thế vậy cô sẽ chọn được đáp án B, B, C, and D. Tiếp theo chúng ta có đổi, chúng ta có lùi thì. Đó là từ will, chúng ta sẽ lùi sang quá khứ của will là would. Cô sẽ tìm những câu có chứa từ would. À, cô có C and D. Và chúng ta quan sát tiếp là cô có từ next week là thời gian. Thời gian ở trong câu trực tiếp với từ next week thì khi chuyển sang câu gián tiếp, các em sẽ chuyển thành the following week. Vậy cô quan sát tiếp C và D thì chúng ta sẽ chọn được, đó chính là đáp án D. À, đối với những câu trắc nghiệm mà dài như thế này thì chúng ta phải tinh ý một chút, chúng ta phải chú ý đến các cái ba nguyên tắc mà cô hướng dẫn các bạn ở bên trên. Chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2, exercise number 2. Choose the underlined word or phrases in each sentence below that needs correcting. Chúng ta nhìn vào câu số 1. Câu này cô trích dẫn ở trong đề thi vào 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương năm 2018. Cô trích dẫn một vài câu để các em quan sát xem là cái cách ra đề thi cũng chỉ giống với chúng ta học ở trên lớp thôi, chứ cũng không có nghiêm trọng lắm như là một số bạn nghĩ. Mike said me that he would spend his summer holiday in Vietnam the following year. Thì ở đây chúng ta sẽ quan sát. Khi mà tìm đáp án thì chúng ta hãy cứ theo đúng ba nguyên tắc cô hướng dẫn thì chúng ta sẽ tìm được đáp án rất là nhanh. Cái nguyên tắc thứ nhất là đổi đại từ. Trong câu này không có đại từ, trong những cái phần gạch chân không có đại từ. Nguyên tắc thứ hai là lùi thì. Ở đây cô thấy động từ đã lùi rồi. Nguyên tắc thứ ba là đổi thời gian. Ở đây cô có thời gian rồi. Như vậy cô sẽ nhìn vào hai từ này. In Vietnam, quá đúng rồi không, phải không ạ? Như vậy chúng ta sẽ chú ý đến đáp án A, set me. Thì chúng ta lưu ý cho cô với động từ set. Khi dùng một tân ngữ thì bao giờ chúng ta cũng phải dùng một giới từ đi kèm. Đó là set to me. Như vậy đáp án ở câu này sẽ là đáp án A. Number 2. The teacher said that he had gone to Ho Chi Minh City yesterday. Thì chúng ta tiếp tục quan sát. C, đại từ, không chuyển. Ok, had gone thì quá khứ thường, đã được chuyển thành thì quá khứ hoàn thành. Cô quan sát tiếp. Thứ ba, yesterday. Các em thấy là yesterday ở đây đã được chuyển chưa? À, chưa được chuyển. Vậy, chúng ta sẽ khoanh tròn vào đáp án D. Câu số 3. The teacher said that she will attend our class meeting the following day. Đây cũng là một câu có ở trong đề thi tuyển sinh vào 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2019. Chúng ta lại tiếp tục.
cô nhìn vào cái nguyên tắc đầu tiên cô cho các bạn ghi, cô giáo cho các em, cô vừa nói ở trên đấy, will attend, đổi đại từ, cô xin lỗi, lùi thì ngay ở chỗ câu này chúng ta đã thấy là thì chưa được đổi. Vậy cô phát hiện ngay ra đó là đáp án B. Hoặc một số em thì các em thường làm theo thứ tự là các em nhìn vào từ that, à không có gì sai. Sau đó các em nhìn đi, các em phát hiện ra lỗi sai luôn cũng được. Có rất là nhiều cách làm. Sang dạng bài số 3, đó là một dạng bài tự luận. Chúng ta sẽ đổi thực hành, luyện tập, đổi các câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Trans the sentences into reported speech. Chúng ta lại quan sát câu số 1. They told me we have never been defeated. Họ nói với tôi là chúng tôi đã không bao giờ bị đánh bại cả. Thế vậy khi chuyển thì chúng ta lại cũng lưu ý chuyển theo các bước. Chúng ta sẽ dùng từ that để lối giữa lời dẫn và lời nói trực tiếp. Đại từ we, cô đổi thành they. Have never, chúng ta đã chuyển thành had never. Và trong câu này chúng ta quan sát không thấy có trạng từ chỉ thời gian. Vậy chúng ta chỉ dừng lại ở cái bước thứ 3 thôi. Câu số 2. They declared we shall continue to fight till final victory. Anh ta tuyên bố rằng là anh ta sẽ tiếp tục chiến đấu đến chiến thắng cuối cùng. Thì ở đây chúng ta thấy là có hơi khác một chút là trong câu này, trong lời dẫn thì cô có sử dụng một động từ khác, đó là động từ declare. Declare, tuyên bố hoặc là thông báo. Và câu gián tiếp sẽ là they declare that they would continue to fight till victory. Ở trong câu này chúng ta cũng quan sát thấy là cô có đổi từ we sang từ they, shall cô đổi sang từ would. Có bạn nào thắc mắc là tại sao từ shall cô không đổi thành should mà cô lại đổi thành would không? Bởi lẽ we thì đi với shall, nhưng mà they thì lại phải đi với will, và cô chuyển will thành would. Number 3, the teacher informed the students, I will give you a test tomorrow. Ở câu này cô cũng sử dụng một động từ khác, inform, thông báo. Thầy giáo hoặc là giáo viên đã thông báo với các học sinh rằng là thầy hoặc cô sẽ cho các em một bài kiểm tra vào ngày mai đấy. Thì khi chuyển, chúng ta sẽ chuyển như sau. Bởi vì the teacher ở đây của chúng ta là một danh từ không nói rõ là thầy giáo hay cô giáo. Thế nên là khi chuyển thì cô có thể chuyển thành he hoặc she, will chuyển thành would, và tomorrow thì chuyển thành the following day hoặc the day after. Đấy, chúng ta lưu ý. Như vậy là cô đã cùng với các em hệ thống lại cái mảng kiến thức về câu trực tiếp và câu gián tiếp qua một cái thời gian rất là ngắn. Vì thế, chúng ta không có đủ thời gian để làm nhiều dạng bài tập. Vậy, cô sẽ giao thêm cho các em một cái bài tập phụ. Đó là các em có thể vào kênh XM 24 giờ và các em vào cái đường link của cô. Các em có thể chép chính xác cái đường link của cô vào. Nếu như cái đường link của các em mà có thể chép nó không được chính xác thì các em cứ vào tìm trang XM 24 giờ cô Việt Anh, Trung học cơ sở Yên Phú và làm bài thi online hoặc offline về cái chủ đề câu trực tiếp và câu gián tiếp. Thời gian của buổi học đã hết. Cô xin chào các em và hẹn gặp lại các em vào buổi học tiếp theo.